Chào các bác nhá. Đây em bạn nhờ sửa cho cái máy xay của Sun Hau ạ. Máy hiện tại thì cái nhìn sơ qua thì máy Sun Hau model là SHD5112. Sơ qua thì đang bị chập ở đây. Này thì giúp xay. Khả năng là do là cái dây theo hãng nó cái nhựa nó cũng kém, xong sử dụng quá trình sử dụng xoắn dây vào nhiều nó sẽ bị, chắc là khả năng nó bị đứt dây gây ra chập điện. Bây giờ mình sẽ tháo ra mà mình xử lý nhá. Tiên thì sẽ tháo bốn con ốc của phía đáy ra. Đây, một này, hai, ba, bốn con ạ. Thì sau khi đã tháo ra, đây rồi, cái đít mình đã bỏ ra. Thì nhìn kiểm tra mạch xung quanh cái thứ thì vẫn còn nguyên, không bị cháy chập đâu, chỉ có mỗi chỗ này thôi. Thì mình đoán là chắc là nó khi nó bị chập thì cái automat nó đã nhảy rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái dây ra, sau đó mình nối lại nhá. Cái đoạn mà đứt này mình sẽ cho vào trong. Rồi, sau khi đã tháo ra nhé, mình luồn lại dây này và bây giờ sẽ đấu lại dây nhé. Dây thì anh em lưu ý đấu khi mình đối dây thì đối so le ra, tránh trường hợp mà hai cái dây mà cái băng dính nó hở cái đầu dây nó sẽ chạm vào nhau, nó sẽ gây chập tiếp nhé. Rồi, đã đấu hai dây rồi, bây giờ quấn nó băng dính và mình sẽ cắm điện thử nha. Rồi, bây giờ mình đã đấu xong rồi nhá. Cũng băng dính nó chặt chẽ này. Kiểm tra lại nhá. Bây giờ sẽ cắm điện này. Cắm điện để kiểm tra nhá. Rồi. Chạy ok rồi đấy. Số 2 rồi. Sẽ rút điện ra và lắp lại. Rồi, em đã lắp lại hoàn thiện rồi nha. Mình sẽ test lại thêm một lần nữa. Thì nếu anh em trong quá trình sử dụng ấy mà không may nó có những cái lỗ nhỏ này thì mình chỉ cần một cái tua vít thôi, quấn một dính điện, mình sẽ tự xử lý được nhé. Đây là những cái lỗ đơn giản, không cần phải mang ra thợ. Tốt rồi đấy. Cảm ơn anh em theo dõi nha.